Xin chào mừng các em đã đến với giờ học âm nhạc ngày hôm nay. Xin mời các em quan sát những hình ảnh trên và cho cô biết những hình ảnh đó gợi cho chúng ta nhớ đến vùng đất nào. À các em ạ, những hình ảnh đó gợi cho chúng ta nhớ đến vùng đất Tây Nguyên. Và đây chính là vị trí của vùng đất Tây Nguyên trên bản đồ Việt Nam hình chữ S của chúng ta. Các em có biết không, Tây Nguyên là một vùng đất cao nguyên, phía Bắc giáp với tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp với các tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp các tỉnh Đồng Nai và phía Tây giáp các tỉnh Lào và Campuchia. Đây là một vùng đất có rất nhiều các dân tộc sinh sống và dân tộc Ede là một trong những số dân tộc ít người sống ở vùng đất đó. Cuộc sống chính của họ là làm nương rẫy. Ngày nay, người Ede đã bắt đầu gắn mình với sản xuất nông sản, một số cây công nghiệp. Họ có một kho tàng văn hóa truyền miệng phong phú như thần thoại, cổ tích, ca dao tục ngữ, đặc biệt là trường ca sử thi. Họ yêu ca hát và điển hình đó là điệu múa chim gơ rứ. Nói đến người Ede, chúng ta phải nói đến nhạc cụ độc đáo của họ, đó là cây đàn đinh năm. Nhạc cụ cồng chiêng hay sáo và nhiều lễ hội phong phú như lễ hội bỏ mả, lễ cúng cơm mới, lễ cúng bến nước hay lễ hội mùa xuân. Không những thế, họ còn được thử hưởng một phong cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ. Tất cả những điều đó đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều các nhạc sĩ sáng tác. Để hiểu thêm về vùng đất này, cô xin mời các em đến với tiết 17, học bài hát tự chọn cùng múa vui dân ca Ê Đê lời mới Lê Toàn Hùng. Sau đây là một vài nét giới thiệu về tác giả tác phẩm. Các em ạ, bài hát cùng múa vui là một bài hát dân ca Ê Đê lời mới do nhạc sĩ Lê Toàn Hùng phổ lời. Bài hát gồm có 6 câu hát với giai điệu hơi nhanh vui. Lời ca của bài cho ta thấy được một cuộc sống ấm no hạnh phúc của những người dân nơi đây. Và bây giờ, cô xin mời các em cùng lắng nghe giai điệu của bài hát nhé! Các em vừa được nghe giai điệu bài hát. Sau đây xin mời các em tập đọc lời ca theo cô hướng dẫn nhé. Cùng múa vui đêm nay tưng bừng. Cùng múa vui liên hoan tưng bừng. Bước đều bước múa vung tay nhịp nhàng. Tiếng chiêng trống đánh vang buôn làng. Ca lon ton tung, ca lon ton tùng. Ca lon ton tung, ca lon ton tùng. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng câu hát nhé. Các em chú ý, lần thứ nhất nghe giai điệu, lần thứ hai nghe hát mẫu, lần thứ ba và lần thứ tư, các em hãy hát hòa giọng theo nhạc. Xin mời các em quan sát câu hát thứ nhất. Các em chú ý, trong câu hát thứ nhất, các em hãy ngân đủ phách.
ở ca từ vui và không ngân cuối câu hát. Xin mời các em lắng nghe giai điệu. Mời các em hát. 1, 2. Các em hãy hát thêm một lần nữa nào. 1, 2. Xin mời các em lắng nghe câu hát thứ hai. Các em chú ý, ở câu hát thứ hai, tiết tấu và giai điệu giống câu 1, chỉ có lời ca là thay đổi. Các em hãy hát thêm một lần nữa nào. 1, 2. Và bây giờ, xin mời các em hãy lắng nghe cô nối câu 1 và câu 2. Mời các em hát hòa giọng. 1, 2. Các em hãy hát thêm một lần nữa nào. 1, 2. Xin mời các em lắng nghe câu hát 3. Hãy chú ý ngân đủ phách ở ca từ bước. Bước đều bước, bước vùng tay nghiêm nhàng. Xin mời các em hát hòa giọng theo nhạc. 1, 2. Các em hát thêm một lần nữa nào. 1, 2. Xin mời các em lắng nghe câu hát thứ tư. Ở câu hát thứ tư, các em chú ý ngân đủ phách ở ca từ trống nhé. Mời các em hát hòa giọng theo nhạc. 1, 2. Hát thêm một lần nữa nào. 1, 2. Và bây giờ các em hãy nghe cô nối câu 3 và câu 4. Các em hát hòa giọng. 1, 2. Các em hãy hát thêm một lần nữa nhé. 1, 2. Xin mời các em quan sát câu hát 5. Trong câu hát 5, khi hát, các em hãy hát luyến xuống ở ca từ tong nhé. Cao lô
mời các em hát hòa giọng. 2, 1. Các em hãy hát thêm một lần nữa nào. 2, 1. Và sau đây xin mời các em hãy lắng nghe câu hát cuối cùng. Các em chú ý khi hát hãy thể hiện hát luyến xuống ở các từ tong nhé. Hòa giọng theo nhạc nào. 2, 1. Và bây giờ xin mời các em hãy lắng nghe cô nối hai câu cuối cùng nhé. Xin mời các em thể hiện nào. 2, 1. Và bây giờ xin mời các em lắng nghe cô ghép nối toàn bài nhé. Cô xin mời các em hãy hát hòa giọng theo nhạc nào. 1, 2. Các em hãy hát lại thêm một lần nữa với nhạc không lời nhé. Các em học sinh thân mến, ngoài việc hát đúng giai điệu thì các em cần phải giữ được nhịp khi hát. Vậy thì ngay sau đây, xin mời các em hãy thể hiện bài hát với hình thức hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Các em có thể vỗ tay hoặc sử dụng những nhạc cụ mà mình có để gõ đệm. Xin mời các em lắng nghe cô thể hiện mẫu nhé. Múa vui
Nào, và bây giờ xin mời các em hãy thực hiện cùng với cô nhé. Hãy quan sát thật chính xác để gõ điểm thật đúng các ca từ. Vậy là các em đã hoàn thành bài học ngày hôm nay rồi đó. Cô xin hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Ở bài học ngày hôm nay, các em đã được biết thêm một bài hát dân ca ED, lời mới Lê Toàn Hùng. Thông qua bài học, cô hy vọng rằng các em thêm hiểu biết về dân tộc ED và thêm yêu thích các làn điệu dân ca Việt Nam. Ở nhà, các em hãy biểu diễn bài hát cho người thân xem nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em vào buổi học sau.